Mặc dù đã có đèn tín hiệu báo tàu đang đến và gác chắn cũng đã được hạ xuống, nhưng người đàn ông đi xe máy vẫn cố băng qua đường ray để rồi bị tàu tông chết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng hôm qua, ngày 7 tháng 10, tại phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thời điểm trên, ông Trần Minh Tâm, 57 tuổi, ngụ phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, đi xe máy đến gần điểm giao giữa đường dân sinh và đường sắt, thì tàu SE10 chạy hướng Sài Gòn, Hà Nội cũng sắp đi qua. Theo những người chứng kiến sự việc, mặc dù đã có đèn tín hiệu báo tàu đang đến và gác chắn cũng đã hạ xuống, nhưng nạn nhân vẫn cố cho xe máy băng qua đường ray và bị tàu kéo lê hơn 100 mét, tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, tàu SE10 tạm dừng 30 phút để phối hợp cùng lực lượng công an thành phố Tam Kỳ xử lý vụ việc. Người dân gần đó đã đặt thùng quyên góp giúp đỡ nạn nhân.